Hi, xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Kiên. Thời gian gần đây thì mình có nhận được khá nhiều đóng góp là tại sao không làm review nước hoa của nữ. Thực ra thì mình là nam nên là mình làm review nước hoa của nữ thì cái da của mình nó không lên được cái mùi hương giống cái sắc tố của da của nữ. Nhưng mà thôi, không sao, đó là cảm nhận cá nhân của mình thôi. Nên là hôm nay mình sẽ làm review một chai nước hoa của nữ. Một chai nước hoa mà có mùi hương khá là nồng nàn, khá là ngọt ngào và rất phù hợp vào mùa đông. Và đặc biệt nếu bạn nào là fan của những cái mùi hương bám quả khủng khiếp thì không thể nào bỏ qua em nó được. Và còn cái việc nên mua hay không thì các bạn hãy xem hết video này nha. Và đây chính là chai nước hoa mình sẽ review trong ngày hôm nay, Montreal Paris Intense Cafe. Chắc hẳn là các bạn đã nhìn thấy chai nước hoa này khá nhiều trên mạng và được rất nhiều các seller, những người bán hàng chuyên nghiệp, người ta nói là đây là nữ hoàng phòng the. Và hôm nay thì mình sẽ lột đồ của cô nữ hoàng này ra xem cô ấy có gì bên trong nha. Trước tiên thì chúng ta nên nói về cái nhà Montreal này, thì cái nhà Montreal này nó có chung DNA của một nhà, đó là nhà Mancera, và rất nổi tiếng với chai Sikili Hindu Kush hay là Sedat Boys. Đây, đó, thì tất cả hai nhà nước hoa này đều có một cái DNA, đó chính là cái độ bám tỏa rất là khủng khiếp. Nếu như bạn nào đã từng sử dụng chai nước hoa của nhà Mancera rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy em nó rất đẹp với cái màu tím và cái nắp màu vàng, và cái chốt ở đây nó sẽ gài, các bạn sẽ gài vào, khi các bạn không xịt thì các bạn sẽ không ấn được xuống, và khi các bạn tháo ra thì các bạn mới có thể xịt chai nước hoa này. Và nó có một cái chốt rất là xinh, rất là điệu đà. Đây, đó. Và tất cả những chai nước hoa nhà này thì đều có những cái chốt như này. Thì cái mùi Intense Cafe này khi các bạn xịt ra nó sẽ là một cái mùi tổ hợp hoa rất là rõ ràng. Và khoảng tầm 10 đến 15 phút sau thì cái mùi hồng nó bật lên cực kỳ rõ mà các bạn có thể nhận thấy ngay. Và khoảng tầm 4-5 tiếng sau thì vani trỗi dậy. Vani nó sẽ quyện với cái mùi hồng làm nên một cái mùi hương rất là ngọt ngào, rất là quyến rũ, rất là nồng nàn. Và cái mùi hương này nó rất đẹp ở khoảng này, ở khoảng giữa này. Và khoảng tầm keep dry down, khoảng tầm 7-8 tiếng sau thì cái mùi hương này nó lại bị hơi khô trên da mình. Và cái mùi hương thì nó cảm giác như kiểu một cái bông hoa nó sắp kiểu tàn vậy. Nó hơi kiểu, nó nở quá đà và hơi ụng vậy. Nên là cái mùi hương này mình chỉ thích cái nốt đầu và cái nốt giữa thôi. Cái nốt cuối cùng thì mình lại không thích. Nó cũng giống, mình nghĩ là nó cũng giống như kiểu một cái cô gái khi các bạn thấy ban đầu thì các bạn rất là hào hứng, rất là nhiệt tình. Và khi các bạn chiếm hữu, các bạn sở hữu được rồi, những cánh đàn ông sở hữu được rồi thì cái mùi hương này nó lại không còn hấp dẫn nữa ở cái nốt cuối nữa. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là chữ Intense Cafe. Đây, để mình có thể zoom vào cho các bạn. Đó. Nhưng mà thực sự nhá, nếu như bạn nào mua chai nước hoa này với mục đích là ngửi cái mùi cà phê trong ngày ấy, thì thực sự là nó đéo có một chút cà phê nào cả. Đéo có một chút nào luôn. Đấy là lên da mình, và mình thực sự là mình ngửi trên da những người khác, và ở trên các diễn đàn nước hoa nói về chai nước hoa này thì cũng không có một chút nào cà phê trong ngày cả. Người ta không ngửi thấy. Có chăng thì mình có ngửi thấy trên một da của một bạn là mùi của xạ hương nữa. Đó. Nên là các chị em nào muốn ngửi thử cà phê thì đây không phải chai nước hoa có mùi đó. Và đây là một chai nước hoa có mùi hồng làm chủ đạo cùng với vani rất là ngọt ngào. Đó, để cho các bạn đỡ bị mua phải những chai nước hoa mà nó không như theo tên này. Đó. Và nếu như bạn nào mua hàng mà người bán hàng nói là chai nước hoa này có mùi cà phê là chủ đạo ấy, thì thực sự là các bạn nên xem lại về cái cách tư vấn của người đó, xem hỏi xem người ta đã ngửi qua chai nước hoa này chưa nhá. Không thì các bạn sẽ bị bỏ ra một số tiền khá là phí phạm đó. Về cái độ bám tỏa của chai nước hoa này thì chai nước hoa này bám tỏa rất là kinh khủng. Mình rất là đáng nể cái nhà nước hoa này và nhà nước hoa Mancera mà mình có nói ở đầu video. Cái nhà nước hoa này nó bám trên da mình khoảng tầm trên 12 tiếng. Mà thực chất ở trên da cũng thế đâu, đều trên 12 tiếng cả. Mình không biết nó bám đến cụ thể là bao lâu. Và cái mùi hương này thì mình đã từng xịt lên áo một lần mà mình treo trong tủ áo của mình. Và thực sự là nó bám rất là kinh khủng, khoảng tầm 3 đến 4 ngày liền. Một cái mùi hương mà những ai là fan của những cái mùi bám tỏa khủng khiếp thì đây là chai nước hoa mà các bạn nên cân nhắc lựa chọn. Và về cái độ tỏa hương thì thực sự là các bạn xịt nó vào mùa đông thì các bạn đi ngoài đường thì mình đảm bảo là cả cái phố nó ngửi thấy luôn cái mùi nước hoa này. Và chai này nếu mà xịt trong phòng kín thì cả phòng sẽ ngửi thấy. Và nếu như các bạn xịt chai nước hoa này vào mùa hè
mà các bạn kiểu nhiều bạn bè quá ấy, hay là các bạn muốn giải tán một cái đám đông ấy, thì đây là một cái lựa chọn mà các bạn có thể táng đến 4-5 shot thì ra đường không ai chơi với bạn, mình đảm bảo luôn. Một cái mùi hương nó rất là nồng nàn, nó rất là ngọt ngào, và thực sự là vừa mùa hè chắc là rất là váng đầu, như kiểu khủng bố luôn, đánh bom luôn, thực sự đấy. Về cái thời điểm sử dụng của chai nước hoa này thì chắc chắn là mùa đông, không thể dùng mùa khác nhá. Nếu như dùng mùa khác thì xin các bạn chỉ một shot thôi. Và nếu như bạn nào có chơi với mình hay là có xem được cái video này mà gặp mình mà có xịt chai nước hoa này mùa hè thì mình các bạn nên tránh xa mình ra, tại vì mình rất ghét cái mùi hương này vào mùa hè. Thực sự là như vậy. Về cái phong cách và độ tuổi chai nước hoa này thể hiện thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn tầm từ 22, 24 đổ ra cho đến tầm 35 tuổi. Nó không quá là trẻ trung và nó cũng không quá là già dặn. Mùi nó cũng có phần hơi đàn bà một chút. Và cái mùi hương này thì thực sự là rất là nịnh mũi. Nhưng mà chỉ vào mùa đông thôi nha, mình nhắc lại một lần nữa, chỉ mùa đông thôi. Đó, những chai nước hoa của nhà Montheo này chỉ nên sử dụng vào mùa đông thôi. Đó, thôi để mình gài nó vào. Và cách ăn mặc thì mình nghĩ là với những cô gái có thể mặc những chiếc áo, chiếc váy nó hơi sexy một chút, và kể cả với những cô gái ăn mặc nó hơi bánh bèo một chút được. Mùi hương này nó cũng không quá là kén chọn đâu, nó khá là dễ sử dụng. Và về cái giá tiền của nó thì cũng rất là rẻ, khi khoảng tầm dưới 2 triệu đồng là các bạn thể sở hữu một chai 100ml. Đây, rất đẹp, chai 100ml nha. Về cái điểm yếu của nó thì ngoài cái mùi hương chỉ sử dụng được trong mùa đông mà mình đã nói ở trên và mình đã khuyên các bạn ở trên, thì cái chai nước hoa này nó rất là nhẹ. Thực sự luôn, nó rất là nhẹ luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, các bạn cầm qua nó như kiểu các bạn cầm một tờ giấy ấy, nó cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu như tháo cái nắp này ra ấy, thì nó như một tờ giấy luôn. Nó làm bằng nhôm hay sao ấy, rất là nhẹ. Và đây cũng là một cái điểm trừ của nó. Chính vì nó rất là nhẹ nên là các bạn không thể nào biết được cái dung tích ở trong nó còn bao nhiêu. Và chai nước hoa này thì cũng khá là khó để soi được cái lượng dung tích ở trong, rất là nhẹ nên là các bạn chả biết được là nó đầy khi nó đầy rồi. Đây là chai này mình dùng gần hết rồi, chai khi mà nó đầy thì nó cũng không biết thế nào là full hay là còn bao nhiêu mil. Đó là một cái khó cho các bạn nếu như các bạn sử dụng mà các bạn muốn mua một chai mới để dự phòng, thì đó là một cái điểm trừ của mình đối với chai nước hoa này. Vừa rồi đã cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa Intense Cafe của nhà Montheo Paris này. Đây là một chai nước hoa có sự sát thương diện rộng rất tốt vào mùa đông cho các bạn nữ. Đó, mình phải nói là rất tốt vào mùa đông cho bạn giữ. Mùi rất nịnh mũi ban đầu. Ngoài ra thì chúng ta còn có những rất nhiều chai nước hoa khác của nhà Montheo này nếu các bạn là fan của những cái mùi hương bám toàn nồng nàn. Và bên cạnh nữ hoàng hồng the, chúng ta còn có một ông hoàng hồng the. Đây, đó là Aus Leisure. Và cái mùi hương này thì mình sẽ review cho bạn nam sau. Và mình có chai này ở nhà nên các bạn yên tâm, mình sẽ review chai nước hoa này. Đó, đó là toàn bộ review của mình về chai nước hoa Intense Cafe này. Và có mua hay không thì đó là quyền lựa chọn của các bạn. Và nếu như bạn nữ nào mà xịt cái mùi hương này mà suốt ngày bị người yêu hay là chồng trịch, thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình nha, để mình có thể tin tưởng đây là một chai nước hoa gọi là nữ hoàng của vòng the như các bạn seller đã bán hàng. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Và đừng quên like, subscribe, và nếu như các bạn yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy chia sẻ. Tại vì đến đợt này sắp của mình lên chậm quá. Hãy chia sẻ cho mình nha, để mình có thể có nhiều thời gian hơn, nhiều động lực hơn để làm những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.